Xin chào các bạn, mình là Thư đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách vui vui về vẽ tranh. Thì cái thử thách này là mình sẽ vẽ một bức tranh, nhưng mà với 3 mốc thời gian. Thì mình sẽ đếm ngược mốc thời gian thứ nhất là 5 phút, xong đến 1 phút và 10 giây. Thì vẽ cùng một bức tranh thì giới hạn thời gian như thế để xem khi hoàn thành thì bức tranh sẽ như thế nào nhé. Ví dụ như thì hôm nay mình sẽ thử thách là vẽ bức tranh nhân vật hoạt hình Sonic này. Thì mình sẽ vẽ cùng một cái bức này nhưng với 3 mốc thời gian khác nhau: 5 phút, 1 phút và 10 giây. Thì mình vẽ giới hạn thời gian như thế thì đến khi vẽ xong thì nhìn thấy xem kết quả khi hoàn thành bức tranh thì sẽ như thế nào nhé. Các bạn bắt đầu của mình nhé. Đây thì mình có đặt mốc thời gian đây. Bây giờ mình sẽ chỉnh thành 5 phút nhé. 0 giờ 5 phút. 0 giây đấy, 5 phút. Rồi. Chuẩn bị nhá. 3 2 1 5 phút 5 phút vẽ được như này. Ôi ôi. Thời gian nhiều thì còn vẽ được bình tĩnh, nhưng giới hạn thời gian này thì kiểu mình bị vội ấy. Vẽ buồn cười quá. Thôi là sang 1 phút nhé. Đây, mình sẽ đổi thành 1 phút này. 1 phút. Chắc 1 phút này không tô màu được mất. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Chết. Ý, chết đâu. Nhanh. Mình đang quay thì đúng lúc đài phát thanh người ta phát lên
là hơi ồn nên các bạn thông cảm gì đi nhé. Nhây nhây nhây, 10 giây 10 giây. Hết giờ. Đi buồn cười quá. Chỗ này sai tỷ lệ này. Cuống quá. Cái đầu bị to này. Sẽ tranh 10 giây nhá. 10 giây không biết thế nào này. Bị đấy nha. 3, 2, 1. Bắt đầu. Nhanh 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 nhanh. Ủa chết. Ui, 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 ui. Chết chết. Ui. Chết ui. Nhìn cũng hơi vội. 10 giây nha. Vội quá. Không kịp được nhìn. Chả ra hình đồ gì này. Thì đây thời gian 5 phút đây thì vẽ dựng hình thì cũng ok, gần gần cũng là gần giống, nó tô được màu. Đây 1 phút thì không kịp tô màu nhưng dựng hình cũng bị sai rồi này. 10 giây 10 giây là thành hình con gì đây, như con nhím này, còn như cái con vịt. Thì đấy, thì hôm nay mình làm cái thử thách vẽ vui vui như thế này. Thì mình vẽ cùng một bức tranh nhưng mà với ba mốc thời gian khác nhau, 5 phút, 1 phút và 10 giây, để xem mình giới hạn thời gian như thế thì đến khi mà mình hoàn thành ấy, thì xem cái tranh khi hoàn thành nó sẽ như thế nào. Thì kết quả rất là bất ngờ mà cũng buồn cười. Thì mình cũng kết thúc video đây thôi. Thì nếu các bạn thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và các bạn có ý tưởng vẽ thử thách vẽ nhân vật nào, hình nào tiếp theo ấy thì bình luận ở bên dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye bye.